thì ra đây. Đi chơi đó. Đi đâu đây? Đi đâu đây? Đi đâu đây? Đi đâu đây? Đi đâu? Đi đâu đây? Đi đâu đây? Đi đâu đây? Chị Su cũng bắt chước làm con rùa kìa. Kìa vô bà Năm kìa. Vô cậu Hai Giác kìa. Vô cậu Hai Giác kìa, nó vô cậu Hai Giác kìa. Vô đâu vô, vô cậu Hai Giác thôi. Kìa. Cậu Giác. Kìa. Vô kiếm cậu Giác rồi, thấy lạ rồi, quay lại rồi. Đi cậu Giác. Rồi đi ra nè. Đây. Cứu mà. Tùm lâm. Anh đi mà anh thủ mà. Đó. Rồi bò luôn rồi. À, đó. Chị Su kìa. Cút à. Nó. Chơi chút xíu đi mới về. Kìa. Có anh Tùng Lâm kìa, anh bò lên, anh bò xuống. Đó, anh bò lên, anh bò xuống kìa. Đó, đi tiếp. Đi. Bà ngoại đâu? Bà ngoại đâu? Tùng Lâm sau lưng kìa.